Tính đến thời điểm này, thành phố Tân An đạt 15 trên 17 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 11 Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, 3 công trình trọng điểm đều hoàn thành trước 2 năm so với kế hoạch. Nhờ vậy, diện mạo thành phố ngày càng đổi mới, khang trang, sạch đẹp, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Công viên phường 2 giai đoạn 2, hệ thống chống ngập khu vực nội thành và kè sóng Bảo Định, đoạn từ cống Bảo Định đến đầu kênh Vành Đai là 3 công trình trọng điểm của nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11. Hiện nay, cả 3 công trình cơ bản hoàn thành các hạng mục thi công đưa vào sử dụng. Riêng đối với công viên phường 2 giai đoạn 2 đang gấp rút đặt biểu tượng trung tâm để hoàn tất các hạng mục thi công. Về bên mặt giải phóng mặt bằng thì bà con mình là rất đồng thuận với đẹp, với thứ hai nữa là có nơi để sinh hoạt sáng sớm bà con tập thể dục. Thứ hai là những bà con mà được tái định cư thì ra đây thì nhìn thấy công viên mình thì người ta rất phấn khởi. Mình thấy là được làm như công viên này không riêng gì của phường 2 mà luôn của thành phố Tân An, là thấy là đẹp. Với để cũng là cái điểm nhấn của thành phố Tân An mình. Đặc biệt, đối với công viên phường 2 giai đoạn 2, tổng mức đầu tư hơn 11,4 tỷ đồng và kè sóng Bảo Định chiều dài hơn 1.500 mét, giá trị xây lắp khoảng 164 tỷ đồng. Hai công trình này liên quan trực tiếp đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Tuy vậy, đảng bộ chính quyền thành phố nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng để các công trình được thực hiện sớm tiến độ. Ngay từ đầu nhiệm kỳ để có cái sự quyết liệt, quyết tâm trong vấn đề thực hiện cái công trình trọng điểm thì Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã thành lập cái ban chỉ đạo thực hiện cái 3 công trình trọng điểm của nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố. Thì qua cái ban chỉ đạo này thì hàng quý thì ban chỉ đạo đều có cái thực hiện cái việc là họp để đánh giá cái kết quả thực hiện, tiến độ thực hiện đối với cái 3 công trình. Qua đó thì cũng có cái chỉ đạo các cái đơn vị thi công, có đơn vị chủ đầu tư đó tập trung cho vấn đề quản lý liên quan đến cái thi công công trình. Qua công tác tuyên truyền vận động, cán bộ đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ, thường xuyên theo dõi việc triển khai thực hiện các công trình, góp phần từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng và thay đổi diện mạo đô thị thành phố theo hướng khang trang và hiện đại. Điều quan trọng nhất là cái sự đồng thuận cao của người dân thành phố, như là cái công tác bồi thường phóng bằng, từ cái việc là thông tin dự án, tính chất của cái công trình, người dân đều hiểu và nắm, và cái việc là từ 3 công trình này thì nó sẽ tạo lên động lực phát triển kinh tế xã hội của thành phố và nó tạo ra một cái điểm nhấn về cảnh quan kiến trúc của một cái đô thị như thành phố Tân An hiện nay. Kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua là động lực thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố Tân An, đồng thời là tiền đề quan trọng để thành phố phấn đấu cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 1 vào năm 2025, được công nhận trước năm 2030.